Xin mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Câu chuyện Cửa Thiền. Năm đó Ngài Kim Triệu về Việt Nam, có một cậu lái xe đưa Ngài đi. Cậu mới nói thế này: Bạch Ngài, cuộc đời con coi như hỏng rồi, đã nhúng tay vào biết bao nhiêu chuyện xấu. Hôm nay chở Ngài đi để con kiếm chút phước, chứ đời con không thể tu tập gì được nữa. Ui, ông đâu có hư, vẫn đang tu tập đó. Thôi, Ngài đừng có nhạo con nữa. Không, ông có tu đó. Sư thấy ông đang lái xe rất bình tĩnh, thận trọng, tâm lý thần kinh rất ổn định vững vàng, đồng thời cũng quan sát rõ ràng để xử lý chuyện này chuyện kia. Vậy khi ông chăm chú, ổn định thân tâm là có định. Khi ông quan sát xét cụ tới lui rõ ràng, đâu đó là có tuệ. Bây giờ hãy phát triển định và tuệ này trên nền tảng của giới, là ông đã tu tập vững chắc rồi. Sao nói là không tu, không thể tu được.